thể bạn chưa biết chuyến tàu này chỉ chở đúng một hành khách suốt 3 năm. Chuyến tàu JR Hokkaido vốn dĩ ngừng hoạt động vì không còn ai sử dụng. Tuy nhiên, họ đã đổi ý định khi phát hiện vẫn còn một nữ sinh thường xuyên sử dụng tuyến tàu này để đi tới trường. Nhà ga đã điều chỉnh thời gian trùng với thời gian cô gái đi học để chạy trong suốt 3 năm. Ngày 26 tháng 3, chuyến tàu đã hoàn tất nhiệm vụ đưa cô bé đi tìm con chữ và chính thức ngừng hoạt động vĩnh viễn.